những dấu hiệu cho thấy có thể bạn đã gặp người ấy từ kiếp trước. Nếu như bạn có cảm giác gắn bó sâu sắc với một người mà đó lại là lần đầu tiên gặp mặt, thì rất có thể người ấy là định mệnh kiếp trước của bạn đấy. Đôi khi chúng ta không biết liệu những khái niệm từ kiếp trước có thật hay không, nhưng có một số trường hợp bạn lại cảm giác người ấy trông rất quen và thân thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Nếu như bạn có cảm giác sâu sắc với một người nào đó mà lại là lần đầu tiên gặp mặt, thì rất có thể người ấy là định mệnh kiếp trước của bạn đấy. Hãy cùng xem qua những dấu hiệu sau đây để rõ hơn nhé. Thứ nhất, bạn có cảm giác như gặp ở người thân. Bạn cảm thấy mình được thấu hiểu. Bạn cảm thấy như dù mình có làm gì, họ sẽ không đánh giá bạn. Trên thực tế, họ sẽ chấp nhận và chấp nhận bạn một cách vô điều kiện. Bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và an tâm khi nhìn vào mắt họ. Bạn cảm thấy như họ có thể nhìn thấu tận trong tâm hồn của bạn. Thứ hai, cảm xúc khó tả khi bạn gặp họ. Người bạn gặp tạo ra một luồng cảm hứng cho bạn. Bạn không thể gọi tên chính xác, nhưng sau một cuộc gặp, bạn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ và muốn thay đổi cuộc sống. Bạn biết rằng bạn không bao giờ muốn để cho người này đi mất khi bạn gặp họ một lần nữa. Thứ ba, hai bạn có những trải nghiệm tương tự nhau. Bạn không biết làm thế nào hoặc tại sao, nhưng cả hai bạn có những kỷ niệm trong cuộc sống khá giống nhau. Hai bạn thích đi dạo ở cùng một con đường, thích cùng một góc cà phê nhỏ xưa cũ, thích đi du lịch ở cùng một điểm. Điều thứ tư, bạn chia sẻ được với mọi thứ với họ. Bạn cảm thấy rằng bạn chia sẻ tất cả những điều thầm kín nhất và họ sẽ không đánh giá bạn. Bạn chưa bao giờ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu như vậy. Họ mang lại cho bạn một cảm giác mình quan trọng và được lắng nghe. Thứ năm, là bạn quên mất thời gian khi ở với họ. Bạn quên mất thực tế xung quanh. Thời gian không còn ý nghĩa gì khi họ ở bên cạnh bạn. Khi bạn nhận ra đã muộn, thì đã vài giờ trôi qua và bạn cảm thấy như mình bị hút vào họ mà quên đi thời gian, không gian và mọi thứ xung quanh. Điều thứ sáu, bạn không còn cảm thấy cô đơn. Bạn có thể cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trong suốt khoảng thời gian trước, nhưng gặp họ khiến cho bạn cảm giác mình không còn một mình. Bạn có một mối liên kết không thể nào phá vỡ với họ, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy trước đây. Điều thứ bảy, hai bạn có kết nối sâu sắc. Hai bạn có cùng quan điểm về tinh thần, tình cảm. Hai bạn cân bằng nhau và cảm thấy thoải mái thể hiện mình trong mọi lĩnh vực. Bạn cảm thấy mình muốn ở bên cạnh người đó. Bạn có thể nói chuyện hàng giờ hoặc không nói chuyện gì cả, nhưng vẫn hiểu nhau. Chỉ cần ngồi bên cạnh họ, bạn cảm thấy mối liên kết không thể phá vỡ này. Điều thứ 8, bạn cảm thấy thấu hiểu mình hơn. Bạn cảm thấy sợ hãi về sự hiện diện của họ, do đó sự trốn tránh sự tồn tại của họ. Họ như nhìn thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn bạn, và bạn không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác đấy lần nữa. Tuy nhiên, với nhiều người dũng cảm nhìn nhận vào bản thân mình, họ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Bạn bằng cách nào đó biểu hiện bản thân mình một cách tốt hơn và cảm thấy như bạn đã được đánh thức sau một giấc ngủ dài và sâu.